Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam với chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực phát triển bền vững. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt giới trí thức, 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngành khoa học công nghệ đã có những đóng góp quan trọng nổi bật trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Cần phải tiếp tục đổi mới tư duy và hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực tăng trưởng chủ yếu. Thủ tướng tin tưởng với ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực của mình, ngành khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục có những đóng góp ngày càng quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, mang lại ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.